Sáng ngày 12 tháng 6, thông tin từ Hội đồng chấm thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh, tất cả môn thi đã hoàn thành xong công đoạn chấm thi. Trong hôm nay, Hội đồng chấm thi tiếp tục đối sánh kết quả nhập điểm và tổng hợp số liệu. Dự kiến điểm thi sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 6. Thông tin từ nhiều cán bộ chấm thi cho biết, phổ điểm thi năm nay không biến động nhiều so với năm 2020. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức xét tuyển chứ không thi tuyển đối với tuyển sinh lớp 10. Trong bối cảnh nhiều ngân hàng đã cạn hạn mức tín dụng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương tín Vietbank vừa triển khai nguồn vốn ưu đãi 8.000 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân để phục vụ nhu cầu đời sống và hoạt động kinh doanh. Từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 2022, khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn để kinh doanh hoặc tiêu dùng sẽ nhận được mức hỗ trợ lãi suất chỉ từ 6% một năm và miễn phí trả nợ trước hạn. Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2022 có tốc độ tăng trưởng GDP tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 3,82%. Cụ thể, ở lĩnh vực thuế sản phẩm, trợ cấp sản phẩm tăng 2,03%, thương mại dịch vụ tăng 4,83%, nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,77%, công nghiệp xây dựng tăng 2,23%. Riêng trong tháng 6 năm 2022, ở lĩnh vực thương mại và dịch vụ đạt 99.657 tỷ đồng, tăng 41,1% và 6 tháng đầu năm đạt 556.488 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ 2021. Kết quả tăng trưởng tích cực cho thấy các lĩnh vực ngành nghề đang từng bước phục hồi tốt, nhất là nhóm ngành thương mại dịch vụ. Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Phạm Chí Quang vừa cho biết, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã liên tiếp tăng lãi suất điều hành 3 lần chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022 và dự kiến tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới, làm cho đồng tiền của nhiều nền kinh tế lớn và đang phát triển mất giá mạnh. Trước bối cảnh này, tỷ giá đô la Mỹ Việt Nam đồng từ đầu năm 2022 đến nay tăng khoảng 2% so với cuối năm 2021. Đây là mức tăng phù hợp với điều kiện diễn biến thị trường trong và ngoài nước. Cũng theo ông Phạm Chí Quang, với quy mô dự trữ ngoại hối đã được Ngân hàng Nhà nước mua vào và củng cố mạnh mẽ trong các giai đoạn trước đây, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bán ngoại tệ để bình ổn thị trường. Bộ Y tế dự báo số ca mắc sốt xuất huyết thời gian tới tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Do đó, Bộ Y tế đề nghị lãnh đạo các địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức đánh giá tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn, đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời khó khăn tồn tại và triển khai các biện pháp chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết, xử lý triệt để các ổ dịch không để dịch bùng phát trên địa bàn, giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp chính quyền trong chỉ đạo và huy động các ban ngành tổ chức phối hợp với ngành y tế triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, chỉ đạo cơ sở y tế tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc mới, tập trung vào những nơi có ổ dịch cũ, có nguy cơ bùng phát dịch. Ngày 22 tháng 6, Bệnh viện Bạch Mai cho biết các bác sĩ đang điều trị cho 4 bệnh nhân người Hà Giang, trong đó có 3 bệnh nhân tại trung tâm chống độc và 1 bệnh nhi 20 tháng tuổi tại trung tâm nhi khoa vì ngộ độc rất nặng sau khi ăn bánh trôi ngô. Theo đó, gia đình bà L, 54 tuổi ở thôn Làng Tỉnh Giàu B, xã Lũng Phù, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, làm bánh trôi ngô chia cho 4 hộ gia đình trong thôn cùng ăn. Chưa đầy 24 tiếng sau, sáng 17 tháng 6, bé P, 9 tuổi, cháu của bà L có triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, đau bụng, buồn nôn và sau đó tử vong tại gia đình. Đồng thời, 6 người cùng ăn bánh trôi ngô cũng xuất hiện triệu chứng tương tự và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Hà Giang.